Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay thì Thủy đi hái Huckleberry. Huckleberry là một loại berry mà nó chưa có thông dụng ở trên thị trường, tại vì rất ít người trồng và nó được trồng ở Nhật, ở Nga và ở Canada. Tại vì nó chịu lạnh rất là giỏi, nhất là cái giống mà lấy từ nước Nga. Nhật và Nga đã biến chế loại trái nhỏ này thành một loại trái lớn hơn, ngọt hơn, nhưng mà cũng không có thay đổi cái mùi vị của nó. Hôm nay Thủy đi hái, đã tới mùa hái rồi. Nếu mà không hái thì là chim và sóc nó sẽ ăn hết. Nhưng mà sáng nay Thủy đi hái thì mũi cắn quá chừng, cho nên Thủy hái không có nhiều được, và Thủy chỉ hái đủ để mà làm nước uống giới thiệu đến với quý vị mà thôi. Thường thường mỗi năm thì Thủy hái Huckleberry này để mà làm nước uống. Nếu còn dư thì Thủy sẽ đông lạnh để mà làm mứt, hoặc giả là làm nước uống vào mùa đông. Mình chỉ lấy trong tủ đá ra và xay với nước, bỏ chút xíu đường, đường mía hay là đường gì cũng được. Ngay cả mật ong thì chúng ta có một cái loại nước giải khát rất là tuyệt vời, thơm, ngon, chua chua, ngọt ngọt. Cái mùi vị nó không có thể nào mà so sánh được với những cái loại trái cây khác, tại vì không có cái trái cây nào mà giống như nó cả. Cái màu nó hơi giống blueberry, nhưng mà nó cái màu rất là đỏ, có thể làm chung với lại giấm táo cũng như là nho vậy đó. Nếu mà Thủy có nhiều thì có thể làm rượu từ cái berry này, tại vì cái màu của nó rất là đẹp. Bây giờ thì trên thị trường chưa có phổ biến lắm, tại vì nó còn mới, mặc dù là gia đình Thủy đã trồng cũng mười mấy năm rồi đó, nhưng mà thị trường chưa có để mà bán ra cho dân chúng. Người ta đã làm những cái loại mà nước siro bán trên thị trường rồi, nhưng mà trái tươi thì không có thể kiếm được, chỉ có khi nào quý vị trồng mà thôi. Nhà Thủy có trồng cho nên mỗi năm Thủy có nước tươi để mà uống và có trái để làm mứt, hoặc giả là làm siro để mà làm nước uống cho mùa đông. Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi, và nếu quý vị thích những cái chương trình như thế này của Thủy thì xin quý vị ủng hộ để Thủy tiếp tục làm những cái video kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị.